Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hồ Yêu Loạn Thế của tác giả Khát Chí. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, chia sẻ video và đừng quên comment những nhận xét của quý vị sau mỗi video. Đặc biệt, hãy donate cho kênh để kênh có thêm kinh phí xây dựng, duy trì và để Khánh Duy có thêm động lực ra được nhiều video hơn gửi tới quý vị. Và không để mất thời gian của quý vị, chúng ta tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay, Hồ Yêu Loạn Thế. Mời quý vị lắng nghe. Từ Ngạo Thiên đã uống rất nhiều rượu, đáng lẽ chút rượu này căn bản không thể làm nó say. Nó có thể vận khí đem hơi rượu bức ra, nhưng trận vui vẻ náo nhiệt này thật lâu, rất lâu rồi chưa được trải qua. Hơn nữa, từng khuôn mặt quen thuộc gợi cho nó nhớ lại từng người một vô cùng rõ ràng. Cuối cùng uống đến say túy lúy. Lăng Nguyệt đang ngồi trong phòng trò chuyện với Kim Mê, không hề hay biết tiệc rượu bên ngoài đã sớm kết thúc. Sau khi từ chối quan binh đưa hắn trở về phòng, hắn một mình một người sờ soạng từng bước nghiêng ngả đi về phía trước. Đột nhiên, một cỗ cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng, đó là cảm giác huyết mạch tương liên. Lúc này, Từ Ngạo Thiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mấy lần, bởi vì hắn rất quen thuộc loại cảm giác này. Không thông báo với bất kỳ kẻ nào khác, hắn lập tức vọt vào trong sân, triệu xuất ra phi kiếm bay thẳng lên trời. Bách Kiếp và Bách Linh đang trò chuyện với nhau, đồng thời nhíu mày. Bách Linh ngẩng đầu nói, là Ngạo Thiên. Bách Kiếp cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời hỏi, đã muộn thế này rồi, nó còn vội vàng đi đâu vậy? Bách Linh lắc đầu, không biết có nên đi theo nhìn một chút không? Bách Kiếp cười nói, đi theo nó làm gì? Huynh cảm thấy trên đời này còn mấy người có thể làm nó bị thương sao? Bách Linh suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười gật đầu. Trên bầu trời, Từ Ngạo Thiên chân đạp phi kiếm tựa như một đạo điện quang lóe lên ở phía chân trời. Nơi bọn họ dừng lại nghỉ ngơi là Hội Kê, cách nơi đó không xa là Hội Kê Sơn, mà cô cảm giác khiến cho máu nóng trong người hắn sôi sục chính là từ phương hướng Hội Kê Sơn truyền đến. Đột nhiên, một đạo kim quang chói mắt xông thẳng lên trời, lập tức liền rút lại thành một đoàn xông về phía Từ Ngạo Thiên. Men rượu trong người Từ Ngạo Thiên còn chưa tan hết, cảm giác của thân thể hắn còn vô cùng tê dại. Huống hồ tâm thần của hắn hoàn toàn bị bóng người đang truy đuổi phía sau đoàn kim quang hấp dẫn, từ đó mà xem nhẹ sự thật bản thân sắp va chạm với đoàn kim quang kỳ quái đó. Người đang truy đuổi phía sau đoàn kim quang quả thật là người hắn quen thuộc. Gương mặt quen thuộc đó, khí tức quen thuộc đó, Từ Ngạo Thiên mơ hồ cảm nhận được nước mắt của mình đã không nghe lời tự động chảy ra. Chỉ có điều người nọ dường như rất lo lắng, hướng về phía hắn hét lớn điều gì đó. Còn như người đó nói cái gì, Từ Ngạo Thiên nghe không thấy. Nhưng đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn như xé rách, sau đó không còn biết gì nữa. Tử Vũ! Từ Ngạo Thiên từ trên giường bật người dậy. A! Một tiếng thét kinh hãi vang lên bên cạnh, sau đó là khuôn mặt vui mừng của Lăng Nguyệt đập vào mắt hắn. Từ Ngạo Thiên, huynh rốt cuộc đã tỉnh lại. Từ Ngạo Thiên ngạc nhiên nói, Lăng Nguyệt, sao muội lại ở chỗ này, ta làm sao vậy? Lăng Nguyệt giả vờ tức giận nói, huynh đấy, tối qua uống say, một mình chạy đi, kết quả Bách Kiếp sư bá và Bách Linh sư bá đợi huynh suốt một đêm, huynh vẫn không về, bọn họ cảm thấy không ổn, muốn chạy đi tìm huynh, ai ngờ không biết từ khi nào huynh đã nằm ở trên giường này, hơn nữa toàn thân là máu, tất cả mọi người đều lo lắng muốn chết à. Từ đại ca, huynh lần này ước chừng đã nằm hơn nửa tháng rồi đấy. Từ Ngạo Thiên gãi gãi đầu nói, thật xin lỗi, ta đã để mọi người lo lắng rồi, chỉ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ta vậy? Lúc này giọng nói của Bách Kiếp đột nhiên vang lên, chúng ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì đây. Cửa phòng bị mở ra, Bách Linh, Bách Kiếp, Bách Độ, Bách Thảo và Kim Mê lần lượt đi vào. Từ Ngạo Thiên vội vàng đứng dậy chào hỏi mọi người. Bách Kiếp chừng mắt nhìn hắn nói, tiểu tử, ngươi thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? Từ Ngạo Thiên lắc lắc đầu. Bách Linh lại hỏi, gặp nó có phải không, là nó làm ngươi bị thương phải không? Không chỉ là Từ Ngạo Thiên, Kim Mê và Lăng Nguyệt ở bên cạnh toàn thân cũng đồng thời khẽ run rẩy. Bách Linh vội nói, chúng ta cũng chỉ là dự đoán, ngày đó ngươi vội vội vàng vàng chạy đi, sau đó cả người toàn là máu, ngươi đã hôn mê vô thanh vô tức, được người ta đưa trở về, có thể làm cho người vội vội vàng vàng chạy đi như vậy lại có thể giấu giếm tai mắt của mấy lão già chúng ta, đem ngươi đưa trở về,
Ta nghĩ chúng ta đoán hẳn là không sai. Bách Kiếp đi lên vỗ vỗ bả vai Từ Ngạo Thiên nói: An tâm nói ra đi, có ta ở đây, ta xem ai dám thương tổn đến đồ nhi bảo bối của ta. Từ Ngạo Thiên cười khổ nói: Con cũng không xác định có phải là đệ ấy hay không. Mọi người đồng thời sửng sốt, chẳng lẽ Phương Tử Vũ đã đạt đến cảnh giới mà ngay cả Từ Ngạo Thiên cũng không thể xác định hay sao? Từ Ngạo Thiên đau khổ gõ gõ đầu nói: Ngày đó con đã uống say, nhưng đột nhiên sinh ra cảm giác đệ ấy ở rất gần, đương nhiên không nghĩ ngợi gì lập tức chạy đi. Lúc đến nơi, giống như có người đang chiến đấu với một đoàn kim quang. Đoàn kim quang đó đột nhiên bay về phía con. Con lúc ấy cũng không có để ý, chỉ cảm thấy người đó quả thật là rất giống với đệ ấy. Người đó dường như rất nóng vội, liều mạng đuổi theo phía sau đoàn kim quang, hướng về phía con hét lên điều gì đó, chỉ là khoảng cách quá xa, con cũng không nghe thấy. Sau đó đột nhiên lồng ngực đau đớn, con không biết gì nữa. Là nó! Bách Kiếp đột nhiên mừng rỡ hô to: Nhất định là nó! Sau đó lại trừng mắt nhìn Bách Linh một cái, dường như muốn nói: Ta đã sớm nói qua, đồ đệ của ta không phải là loại người đó. Mọi người có mặt ở đây ngoại trừ Bách Thảo, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng. Vốn băn khoăn dự đoán ban đầu là Phương Tử Vũ làm Từ Ngạo Thiên bị thương lúc này đã biến mất, còn lại chỉ có vui mừng vì sự xuất hiện của người đó sau 4 năm mất tích. Bách Linh thở dài nói: Xem ra chắc chắn là nó rồi. Cũng chỉ có kẻ cuồng vọng như nó mới dám một thân một mình chạy theo thu phục tiên khí. Tiên khí ư? Từ Ngạo Thiên sửng sốt trong chốc lát, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hiển nhiên của tất cả mọi người trong phòng, rõ ràng là sớm đã biết việc này, không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ đoàn kim quang mà Phương Tử Vũ truy đuổi lúc đó chính là tiên khí hay sao? Bọn họ làm sao biết được Phương Tử Vũ đi thu phục tiên khí đây? Dường như đoán được ý nghĩ trong đầu của Từ Ngạo Thiên, Bách Linh chỉ vào vùng đan điền của hắn nói: Người trước tiên nhìn xem trong cơ thể có thêm vật gì không? Từ Ngạo Thiên ngơ ngác một lát, sau đó theo lời nói của lão khoanh chân ngồi xuống, đem tinh thần hoàn toàn chìm vào trong cơ thể. Bởi vì đồng thời tu luyện quỷ đạo và tu chân thuật, Từ Ngạo Thiên cũng giống như Phương Tử Vũ, trong cơ thể đồng thời tồn tại hai loại chân khí khác nhau, chỉ là hai loại chân khí này của hắn không bài xích lẫn nhau giống như Phương Tử Vũ. Hai đoàn chân khí này không giống, không những không bài thích mà còn hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên ở một cái góc độ khác có thể nói Từ Ngạo Thiên may mắn hơn, bởi vì băng tinh ngọc phách đã sớm cùng thân thể đồng hóa, lấy nó làm vật dẫn, cho nên không phát sinh tình huống hai loại chân khí liều mạng đánh nhau. Không giống như Phương Tử Vũ ngày đó vì ổn định chân khí trong cơ thể mà thiếu chút nữa đem cái mạng nhỏ vứt đi. Hai đoàn chân khí vẫn như cũ yên lặng xoay tròn trong tử phủ, nhưng Từ Ngạo Thiên kinh ngạc phát hiện ra ở giữa hai đoàn chân khí không biết từ lúc nào có thêm một thanh cổ kiếm làm từ đồng đen, hình dáng kỳ lạ đang trôi nổi ở đó. Trên cổ kiếm dường như có một cỗ lực lượng nhu hòa nhưng lại tràn ngập tính bộc phát, làm cho Từ Ngạo Thiên cảm thấy rất thoải mái. Mà thanh cổ kiếm đó dường như cũng cảm giác được tình cảm thân thiết mà Từ Ngạo Thiên truyền đến nó. Một cỗ kim quang nhu hòa từ trên thân cổ kiếm tỏa ra, chậm chậm vây lấy ý thức của Từ Ngạo Thiên. Tựa như được tắm táp trong ánh mặt trời ấm áp, lại giống như dạo chơi trong thiên địa mênh mông. Từ Ngạo Thiên lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái, thật hy vọng cả đời này được ở lại nơi này không muốn tỉnh lại. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một bóng người, điều này kinh động không phải là nhỏ. Chẳng lẽ trong lúc mơ mơ màng màng hắn đã đoạt đi vật mà Phương Tử Vũ muốn ư? Vậy Phương Tử Vũ phải làm sao bây giờ? Đã không còn loại vui mừng khi bắt đầu có được tiên khí, buồn rầu, hối hận trào lên trong lòng. Thần thức của Từ Ngạo Thiên chậm rãi lui ra ngoài, ôm đầu buồn bực. Một bàn tay dịu dàng đặt lên bả vai hắn, không cần nhìn cũng biết là Lăng Nguyệt. Không hổ là người đã đi theo Từ Ngạo Thiên 10 năm. Lăng Nguyệt dường như biết được hắn đang buồn bực chuyện gì, một giọng nói cũng dịu dàng như vậy an ủi nó. Huynh ấy sẽ không trách huynh đâu, nếu không đã không chữa thương cho huynh, còn mong huynh trở về nữa. Từ Ngạo Thiên đau khổ nói: Đệ ấy sẽ không trách ta, nhưng ta tự mình trách mình, ta lại đi tranh đoạt đồ vật của đệ ấy ư? Lăng Nguyệt dịu dàng nói: Nếu không thì cứ coi như huynh tạm thời bảo quản vậy, sau này gặp lại sẽ đem trở lại cho huynh ấy là được rồi. Từ Ngạo Thiên cười khổ nói: Không thể nào, tiên khí một khi nhận chủ, trừ khi chủ nhân chết đi, nếu không được nó đồng ý, ai cũng không thể lấy đi. Vậy thì chứng tỏ đây là ý trời, ý trời muốn để cho huynh có được kiện tiên khí này. Huynh ấy chắc chắn sẽ không cùng huynh so đo đâu.
dùng câu nói của huynh ấy. Lăng Nguyệt ho khan hai tiếng, cố ý làm giả giọng điệu của Phương Tử Vũ nói: Tiên khí sao? Đệ vơ tay một phát là được một đống lớn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, huynh chỉ cần lấy đi là được rồi. Giọng nói quái dị, không âm không dương của Lăng Nguyệt làm cho mọi người trong phòng cười nghiêng ngả. Từ Ngạo Thiên cũng phải bật cười. Không khí khác lạ tức khắc giảm đi rất nhiều. Kim Mê vừa bực mình vừa buồn cười nói: Huynh ấy sẽ không nói như vậy đâu, huynh ấy nhiều lắm cũng chỉ nói không có gì tặng cho huynh, hoặc là nói đệ có thiên khí rồi, kiện này vốn là giúp huynh chuẩn bị, loại lời ngắn gọn vậy thôi. Mọi người lại cười to một trận. Kim Mê dường như cũng biết bọn họ đang cười điều gì, khuôn mặt lập tức đỏ hồng. Bách Kiếp cười nói: Xem ra ngươi thậm chí còn hiểu rõ đồ đệ của ta hơn một kẻ làm sư phụ như ta đây. Kim Mê lúng túng nói: Không phải vậy đâu, chỉ là con... Được rồi, được rồi. Bách Độ giúp Kim Mê giải vây, hòa giải nói: Chúng ta lưu lại đã lâu như vậy rồi, bây giờ Ngạo Thiên đã tỉnh, mọi người lên chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta lập tức xuất phát, nếu không thật sự sẽ không đến kịp đâu. Mọi người đều gật đầu. Bách Độ lại nói: Còn về chuyện của Tử Vũ, mọi người đừng ai nói ra ngoài. Ngạo Thiên, con cũng chỉ nói bản thân luyện công quá vội, luyện lạc mất chân khí mới phải nằm trên giường nửa tháng, nhớ chưa? Từ Ngạo Thiên gật đầu nói: Con đã biết rồi, sư thúc. Bách Kiếp gật đầu: Bây giờ biết được kiểu tử này bình an vô sự, trong lòng ta cũng yên tâm hơn rồi, hiện tại cũng nên toàn lực chuẩn bị cho luận võ đại hội lần này đi. Bách Linh cười mắng: Hóa ra trước đây ngươi còn không toàn tâm toàn ý sao? Bách Kiếp cười nói: Đệ sở dĩ muốn đi chuyến này, nguyên nhân không phải giống với sư huynh sao? Bách Độ lắc lắc đầu: Từ khi đoán được Phương Tử Vũ còn sống, hai lão già này suốt ngày trêu chọc lẫn nhau, có điều là tâm tình của bản thân nàng cũng tốt hơn rất nhiều. Dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với Từ Ngạo Thiên: À đúng rồi, Ngạo Thiên, đoạn thời gian con hôn mê này, hoàng thượng của chúng ta thực là nóng vội, rất quan tâm, ngự y của cung đình liên tục không ngừng được phái đến. Một lát nữa con nên phái người mang tin trở về cho hắn đi, nếu không hắn sẽ không yên lòng đâu. Từ Ngạo Thiên cười nói: Hắn đương nhiên phải nóng vội rồi, nếu con thật sự xảy ra chuyện gì, kẻ đáng bị hoài nghi nhất chính là hắn. Thử nghĩ xem, hắn vì ngôi vị hoàng đế mà có thể phát động Huyền Vũ môn binh đến. Hiện tại trong triều đình còn có một bộ phận là tâm phúc của con, vì củng cố địa vị, trái tim độc ác của người này thật sự có thể phái người tới giết con cũng không chừng. Lăng Nguyệt biến sắc nói: Hắn sẽ không thật sự làm như vậy chứ? Từ Ngạo Thiên cười nói: Sẽ không đâu, nếu không ta đã không chọn hắn làm hoàng đế rồi. Trước tiên không nói tính cách của người này sẽ không làm như vậy, nếu hắn thật sự làm như vậy chứng tỏ hắn thập phần ngu ngốc, Đại Đường vương triều huy hoàng lập tức sẽ tan rã thôi. Kim Mê rõ ràng không hiểu việc triều chính, tò mò hỏi: Vì sao vậy? Từ Ngạo Thiên giải thích nói: Phương Nam là ta tặng cho hắn, từ một phương diện nào đó mà nói ta còn là ân nhân của Đại Đường. Nếu ta chết đi, ngoại trừ những kẻ tâm phúc nhất bên người hắn ra, những người còn lại đều sẽ ly tâm, càng không nói đến đám thủ hạ cũ của ta. Lăng Nguyệt vội hô lên: Chẳng trách được hắn lại nóng vội như vậy, huynh mau đi làm sáng tỏ giúp hắn đi, nếu không có thể dẫn đến đại loạn mất. Từ Ngạo Thiên cười nói: Không có gì, chỉ cần ta đi ra ngoài lộ ra vẻ mặt rạng rỡ, trường phong ba này lập tức sẽ ngưng lại thôi. Lại nói hoàng thượng bên kia cũng không cần chúng ta phải lo lắng, nếu ngay cả một điểm thủ đoạn hắn cũng không dùng được, căn bản là ngồi không được vị trí như ngày hôm nay rồi. Bách Kiếp gật đầu nói: Nhưng người vẫn phải mau chóng dẹp yên chuyện này đi, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Nếu có kẻ lợi dụng thổi phồng chuyện này lên, vậy thì thời kỳ thái bình vừa mới xuất hiện liền xong rồi, dân chúng lại phải rơi vào trong chiến hỏa. Từ Ngạo Thiên gật đầu nói: Vâng sư bá, con lập tức sẽ đến huyện phủ để cho chi huyện lập tức phái người đi thông báo cho hoàng thượng. Lăng Nguyệt nói: Huynh mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi một chút trước đã, cũng không vội trong thời khắc này. Từ Ngạo Thiên cười nói: Không cần, ta đã không việc gì nữa rồi. Nói xong lập tức từ trên giường nhảy xuống đi thẳng ra ngoài. Thiết huyết vệ vẫn luôn lưu thủ ở ngoài cửa. Trong nửa tháng thời gian Từ Ngạo Thiên hôn mê, lúc này nhìn thấy Từ Ngạo Thiên khỏe mạnh xuất hiện, giữa họ đương nhiên là không tránh được một phen cười nói vui vẻ. Chi huyện sau khi nhìn thấy Từ Ngạo Thiên thì vô cùng vui vẻ, biết rằng cái mũ quan trên đầu mình coi như là được bảo vệ.
Nếu Từ Ngạo Thiên thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói là mũ quan của hắn, ngay cả cái đầu của hắn sợ rằng cũng sẽ không được bảo đảm. Tức thì không suy nghĩ nhiều, lập tức sai người phi ngựa mang thư chạy về kinh thành. Mấy ngày sau, Đường Thái Tông Lý Thế Dân mặt mày khổ não, đang ngồi trên long ỷ, sau khi thu được tấu chương của tri huyện, lập tức từ trên long ỷ nhảy dựng lên, sai người khẩn cấp triệu tập tất cả văn võ bá quan lập tức lên điện. Đồng thời trong lòng chửi lớn: tên khốn này đang yên đang lành đi luyện công làm gì không biết, đi lạc chân khí cái gì chứ, thiếu chút nữa bị hắn hại chết rồi. Một hồi phong ba vô hình cứ như vậy mà ngừng lại. Những kẻ có âm mưu muốn nhân việc này đã kích Đường Vương triều còn chưa trồi lên mặt nước thì đã bị chèn ép trở về. Bởi vì người đời đều nhìn thấy nam nhân vật chính nọ Từ Ngạo Thiên dẫn theo hơn 300 người trùng trùng điệp điệp một đường đi thẳng về phía Đông Hải. Ánh mắt của quần chúng rất sáng, bọn họ chỉ tin tưởng vào sự thực mà bản thân nhìn thấy. Cho nên một trận phong ba lật đổ đại triều, đến trong vô hình đi cũng trong vô hình, mà những kẻ âm mưu vùi đầu trong nửa tháng khổ tâm tính toán xếp đặt âm mưu cũng tức giận trong vô hình. Tiên Cư đảo nằm trên một đảo lớn vùng biển ngoài thành Đông Hải. Bởi vì trên đảo mây mù bao phủ quanh năm, thấy không rõ ràng cảnh vật bên trong. Thêm vào đó, phàm là ngư dân đi vào đảo đều không hiểu rốt cuộc bản thân mình đã đi ra như thế nào. Bởi vậy, bọn họ nói nơi này là nơi sinh sống của thần tiên, bèn gọi là Bồng Lai Tiên Cảnh. Trên thực tế, nơi này chỉ là nơi cư trú của một đại phái ngoài hải ngoại trong tu chân giới, Tiên Cư Phái. Người sáng lập ra Tiên Cư Phái là nhân vật đứng đầu một phương trăm năm trước, Đông Hải Thần Ni. Thần Ni không phải là Nico, chẳng qua là bà ta thích dùng cái danh hiệu này mà thôi. Môn hạ đệ tử của Tiên Cư Phái toàn bộ đều là nữ đệ tử, trẻ tuổi xinh đẹp. Bởi vậy nơi này cũng là nơi mà đám sắc lang trong đoàn tu chân giới hy vọng được đến nhất. Đáng tiếc bọn họ có sắc đảm nhưng lại không có bản lĩnh. Bởi vì Tiên Cư Phái ngoại trừ cấm chế vô cùng lợi hại ra thì còn có một tán tiên tọa chấn. Cùng với lão tổ tông của Ngọc Khư Cung bất đồng chính là vị tán tiên này chẳng những không giống lão tổ tông, không thích để cho người ta thế tục biết đến, ngược lại để cho môn hạ đệ tử ở khắp nơi truyền bá, muốn cho tất cả mọi người đều biết đến ở Tiên Cư Phái có một đại nhân vật như vậy. Kỳ thật điều này không phải là ý muốn của vị tán tiên đó, chỉ là bà ta cũng rất bất đắc dĩ. Tiên Cư Phái bất luận là nhân kiệt hay địa linh đều là địa phương làm cho nhiều kẻ thèm khát. Nếu không có vị tán tiên khiến cho người ta kiêng dè này, chắc hẳn những kẻ đó đã sớm hợp lực đánh chiếm nơi này rồi. Dẫu sao lực hấp dẫn của sắc đẹp thường nhân không thể chống lại, mà Tiên Cư Phái này lại là nơi tụ tập của mỹ nữ trong thiên hạ. Tùy tiện đi ra một người cũng đủ để gia nhập vào hàng ngũ thiên hạ tuyển mỹ. Tùy Dương Đế, Dương Nghiễm đương nhiên cũng được nghe nói về nơi này. Năm đó lấy danh nghĩa là tấn công Cao Ly, phái binh đánh vào Bồng Lai Tiên Cảnh một lần. Chỉ có điều kết quả của một lần này là toàn quân bị diệt. Về sau Dương Nghiễm chưa từ bỏ ý định muốn một lần nữa phái binh tấn công thì khởi nghĩa nông dân bùng phát. Sau đó trải qua thời kỳ 10 năm loạn lạc mới có cục diện thịnh thế của Đại Đường ngày nay. Chuyện được tu chân giới chờ đợi nhất chính là đại hội luận võ cứ trăm năm được tổ chức một lần. Năm đó quyết định chuyện này là trưởng môn đời trước của các phái. Cũng không biết là tại sao không một ai phản đối, tất cả đều đồng ý nơi diễn ra đại hội là trên Bồng Lai đảo. Mà trưởng môn của Tiên Cư Phái khi đó cũng không phản đối. Trên thực tế Tiên Cư Phái âm thịnh dương suy nghiêm trọng, quả thật là rất cần hấp thu một ít máu mới. Tiên Cư Phái không phản đối môn hạ đệ tử tìm nam nhân kết hợp song tu, ngược lại còn rất tán thành. Nhưng có một điều kiện duy nhất, đó là những nam nhân kết hợp với đệ tử của Tiên Cư Phái nhất định phải thoát ly môn phái của mình, từ nay trở đi sống ở trên Tiên Cư đảo, trở thành một thành viên của Tiên Cư Phái. Mỹ sắc là trước nhất, cái gì là đạo nghĩa đây, trung thành đều có thể vứt bỏ. Nam đệ tử các phái nhộn nhịp kéo đến. Tiếc là trong số đó, những người được Tiên Cư Phái chọn chúng ít lại càng ít. Dù sao nam nhân ưu tú thật sự là quá ít. Đối với quy củ của Tiên Cư Phái, các phái cũng không có lời nào để nói. Dù sao điều kiện mà Tiên Cư Phái đưa ra cũng quá là dụ người đi. Đệ tử của bọn họ cho dù là được Tiên Cư Phái chọn chúng, trên danh nghĩa là đã thoát ly môn phái của mình, nhưng cũng chỉ là thay đổi một cái hoàn cảnh sống mà thôi. Một khi môn phái phát sinh đại sự gì, những đệ tử này và Tiên Cư Phái sẽ tận lực giúp đỡ bọn họ. Đây cũng là điều kiện kết thành thân gia.
Bồng Lai tiên cảnh quả thật là không sai, đối với nam nhân mà nói, nơi này chính là tiên cảnh. Khi đoàn người từ Ngạo Thiên bị dân chúng Đông Hải và các thành xung quanh chạy tới vây quanh, chen chúc đi tới bờ biển, sau đó lại được đại thủy quân của Lý Đường một đường hộ tống ra đến Bồng Lai đảo, đám người từ Ngạo Thiên bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn thật lớn. Đoàn người đứng bên ngoài cốc Bách Thảo hướng về phía vùng mây mù dày đặc cao giọng hô lớn: Ngọc Hư Cung Bách Thảo, Bách Kiếp, Bách Độ, Bách Linh mang theo môn hạ đệ tử đến bái kiến chúng vị tiên tử của Tiên Cư phái. Bách Thảo sư bá, quá khen rồi, tiên tử cái xưng hô này chúng tôi không dám nhận đâu. Một giọng nói như oanh hót vui tai vang lên, sau đó ba bóng người yểu điệu từ trong mây mù đi ra. Trước mắt mọi người sáng ngời, Tiên Cư phái quả nhiên mỗi một người đều là phiêu vật của nhân gian. Ngay cả ba vị đệ tử coi giữ cửa tùy tiện đem một người đặt trong thế tục đều thuộc hàng nhân gian tuyệt sắc. Ba người Vương Thương Hà, Lưu Hải và Thanh Nguyên nhìn thiếu chút nữa là nước miếng chảy ra. Bách Thảo, Bách Linh và Bách Kiếp bởi vì là trưởng bối, ngoại trừ tính lễ phép tượng trưng ra thì chẳng có nhiều ý nghĩ, chỉ thưởng thức một chút mà thôi. Từ Ngạo Thiên từ đầu đến cuối ánh mắt không có chút tà ý, còn 300 thiết huyết vệ cũng chỉ nhìn một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt, khiến cho người ta không thể không tán thưởng, nhóm người này huấn luyện có phép tắc. Kỳ thật, 300 thiết huyết vệ này suốt ngày đi theo Từ Ngạo Thiên lại được thấy qua cấp bậc mỹ nữ như Lăng Nguyệt, chỉ cần không phải là mỹ nữ đặc sắc, bọn họ vẫn có lực miễn dịch rất mạnh. Nên biết rằng Lăng Nguyệt từng có một lần trang điểm công phu, ngay cả Từ Ngạo Thiên cũng phải nhìn đến phát ngốc. Càng không nói sau khi gia nhập Ngọc Hư Cung, còn có Ngọc Hư Cung đệ nhất mỹ nhân Kim Mê thuộc hàng nhân gian tuyệt sắc. Đối với những người này, ba vị mỹ nữ ngoại trừ đối với Vương Thương Hà, Lưu Hải và Thanh Nguyên ấn tượng không tốt ra, đối với những người còn lại thì đều âm thầm gật đầu. Đặc biệt là vị thiếu niên dáng người khôi ngô, một thân bá khí đứng trên cùng. Mỹ nữ đứng đầu tự xưng là Tiên Nhan, cùng mỹ nữ đứng sau là Tiên Linh và Tiên Nhị, ba đôi mắt tất cả đều dừng lại trên người Từ Ngạo Thiên. Tiên Nhan hướng về phía Bách Thảo cười nói: Các vị dường như là tới muộn nhất rồi, nhưng vẫn được tính là kịp thời, ngày mai luận võ đại hội sẽ được bắt đầu rồi. Bách Thảo cười nói: Trên đường có chút việc trì hoãn, chẳng qua là còn tính là tới kịp. Ánh mắt của Tiên Nhan rơi xuống trên người Từ Ngạo Thiên cười nói: Là bởi vì Minh Vương Kiếm Hoàng Từ Ngạo Thiên luyện công tẩu hỏa nhập ma sao? Từ Ngạo Thiên nhe răng cười nói: Cái danh xưng Minh Vương này từ sau khi ta quy hàng đường triều đã không còn tồn tại nữa rồi, các vị tiên tử sau này có thể không cần nhắc lại. Tam nữ hi hi che miệng cười, Tiên Nhan cười nói: Hóa ra Kiếm Hoàng các hạ còn không biết ư? Đường Hoàng đế sớm đã nói rõ, Minh Vương Nguyệt Vương hai cái phong hào đó không hủy bỏ, đồng thời ra phong ngài và Nguyệt Vương Ma Tôn Phương Tử Vũ là khai quốc song vương, chỉ cần các ngài có yêu cầu, binh mã toàn quốc vô điều kiện nghe các ngài điều khiển, nhưng danh phủ kỳ thực là chức vụ vương gia. Từ Ngạo Thiên mỉm cười không nói gì. Lý Thế Dân sau khi đăng cơ lập tức tuyên bố quy định này. Đối với tấm lòng nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi của Lý Thế Dân, Từ Ngạo Thiên cũng là âm thầm cảm kích. Lại nói, Từ Ngạo Thiên bản thân vốn không thể tiếp tục điều binh khiển tướng, nhưng Phương Tử Vũ thì lại khác. Cửu gia của hắn là cả tu chân giới, nếu như hắn thật sự điều động đại đường binh lực tấn công tu chân giới, tương đương với cả quốc gia cùng toàn thể tu chân giới là địch. Đối với điều này, Lý Thế Dân lẽ nào lại không biết. Đối với quyết định và khí phách này của hắn, Từ Ngạo Thiên ngoại trừ cảm phục ra chỉ có kính nể. Lý Thế Dân quyết định như vậy, Từ Ngạo Thiên rất rõ ràng, hắn là bởi vì tạo thế cho Phương Tử Vũ, muốn thông báo với tất cả mọi người, đắc tội Phương Tử Vũ chính là đắc tội với cả một nước toàn bộ đại đường. Bởi vậy, sau khi Lý Thế Dân ban bố điều mệnh lệnh này, đám người vẫn không ngừng tìm kiếm Phương Tử Vũ lập tức giảm đi hơn nửa. Mà Lý Thế Dân còn là vì Từ Ngạo Thiên không tiếc đem cả quốc gia làm tiền đặt cược tiến hành một trận cá cược. Tiên Nham tam nữ dẫn đám người Ngọc Hư Cung đi trong mây mù. Cái cảm giác này thật sự giống như đang đi trong tiên cảnh truyền thuyết vậy. Tam nữ dường như đối với Từ Ngạo Thiên cảm thấy rất hứng thú. Trên đường đi không ngừng tìm chuyện cùng hắn giao đàm. Những người khác ngược lại bị bỏ qua một bên.
Đối với điều này, mọi người cũng không nói gì, ngoại trừ Vương Tưng Hà, Lưu Hải và Thanh Nguyên ra. Ba người này thỉnh thoảng xen vào một vài câu, còn có Lăng Nguyệt, sắc mặt có chút khó coi ra thì một đường bình an vô sự. Tiên Cư Phái nằm ở trung ương trên Bồng Lai Đảo, do chủ điện rộng lớn vô cùng cho đến vô số phòng phụ và dày đặc phòng ốc ở phía sau tạo thành. Trên đường đi gặp gỡ vài đội tiên cư nữ đi tuần, từng khuôn mặt tuyệt sắc khiến cho mọi người hoa hết cả mắt, âm thầm than thở, quả không hổ là địa phương đẹp nhất trên nhân gian. Càng khiến cho ba người Vương Tưng Hà buồn bực đó là những mỹ nữ này, ngoại trừ lễ phép thăm hỏi bách kiếp bốn vị trưởng lão ra, thì tất cả các đôi mắt đẹp đều tụ tập trên người Từ Ngạo Thiên. Dù sao đó là một nam nhân trên người mang rất nhiều sắc thái truyền kỳ, một kẻ vì bách tính không ngại trở thành bá chủ một phương thế lực, một cái thần thoại bất bại trên chiến trường, một nam nhân cũng vì bách tính mà đem cơ nghiệp trong tay dâng tặng kẻ khác. Ở trong mắt mọi người, Từ Ngạo Thiên thần bí cũng là truyền kỳ. Đương nhiên so với Từ Ngạo Thiên còn có một nam nhân cũng là truyền kỳ thần thoại như vậy. Đáng tiếc tất cả mọi người đều biết nam nhân truyền kỳ đó không có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Trong danh sách của Ngọc Hư Cung đưa ra trước đó từng có tên của hắn, sau lại bị trừ bỏ. Cũng bởi cái nguyên nhân này mới càng khiến cho ba người Vương Tưng Hà buồn bực, thầm tức giận bản thân ngày đó tại sao không nghĩ đến chiếm thành lập thế, chỉ biết lưu luyến những nơi trăng hoa, hôm nay danh tiếng đều bị Từ Ngạo Thiên cướp hết sạch. Chỉ là nghĩ thì vẫn là nghĩ, bọn hắn còn không dám đắc tội với Từ Ngạo Thiên. Trước tiên không nói tới 300 thiết huyết vệ sau lưng hắn, chỉ bằng vào thực lực thâm bất khả chắc của Từ Ngạo Thiên đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn hắn rồi, cho nên cũng chỉ có thể chửi bới ở trong lòng mà thôi. Khi đám người Ngọc Hư Cung bước vào đại điện một khắc, đại điện vốn đang ồn ào lập tức an tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều ngừng lại trên người Từ Ngạo Thiên. Khi ánh mắt của mọi người nhìn về phía thân hình bưu hãn của thiết huyết vệ sau lưng Từ Ngạo Thiên, không ít người trong lòng âm thầm chửi thề: ta khinh, đi so cái võ thôi, cần gì phải phô trương như vậy, là luận võ hay là đánh lộn đây? Chẳng qua sau khi Bách Linh giải thích nói 300 thiết huyết vệ này vốn là thân vệ của Từ Ngạo Thiên, từ lúc Từ Ngạo Thiên thành lập nên một phương thế lực, những người này chưa từng rời khỏi bên người hắn, hiện tại cũng chỉ là tự phát muốn bảo hộ Từ Ngạo Thiên mà thôi. Bọn họ cũng không có biện pháp, lúc này mới không ai nói gì nữa. Bởi vì trong 300 đôi mắt sắc bén kia, có rất nhiều người đã nhìn ra được 300 thiết huyết vệ đều trải qua tu chân, mặc dù thời gian không dài, nhưng phối hợp với phong cách không sợ chết đã được bọn họ luyện ra từ vô số trận chiến sinh tử. Ai dám tùy tiện đắc tội với đám người điên không sợ chết này đây? Mỗi một người đều tin tưởng, cho dù đem tay chân của thiết huyết vệ tất cả chặt xuống, bọn họ cho dù dùng miệng cắn cũng phải cắn chết ngươi. Đây là sự đáng sợ của những kẻ đã trải qua chiến trường, sinh tử đối với bọn họ mà nói đều rất phai nhạt. Vị trí chủ tọa trong đại điện, một vị thiếu phụ ước chừng khoảng 30 tuổi, diện mạo tuyệt sắc đứng dậy cười nói: hoan nghênh các vị Ngọc Hư Cung, Bách Độ sư muội đã lâu không gặp rồi. Bách Độ cười nói: Trần Tâm trưởng môn, chúng ta dễ có đến trăm năm không gặp rồi phải không? Đám người Từ Ngạo Thiên lúc này mới biết vị thiếu phụ diễm lệ này chính là trưởng môn đương nhiệm của Tiên Cư Phái. Mọi người khách sáo vài câu, sau đó mới lần lượt ngồi xuống. Đôi mắt đẹp của Trần Tâm dừng lại trên người Từ Ngạo Thiên, mỉm cười nói: vị này chắc hẳn là Minh Vương đương triều, cũng là kiếm hoàng Từ Ngạo Thiên phải không? Từ Ngạo Thiên đứng dậy cung kính nói: Ngạo Thiên ra mắt trưởng môn nhân. Trần Tâm quay lại cười nói: quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lớn lên nhất biểu nhân tài à. Nói đến đây, đôi mắt xinh đẹp không ngừng quét trên người Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên thấy vậy toàn thân nổi da gà, ánh mắt đó sao giống như mẹ vợ nhìn con rể vậy. Phụ thân của Lăng Nguyệt cũng đã từng dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn. May là Trần Tâm không nhìn quá lâu, lại tiếp tục nói: không nghĩ đến Ngọc Hư Cung thật là địa phương tốt à, sản sinh ra rất nhiều nhân tài, trước có Đao Tôn, sau lại có Kiếm Hoàng. Nghe nói đến Đao Tôn, đại bộ phận những người đang có mặt ở đây đều tối sầm mặt lại. Cảm nhận được bầu không khí dị thường, Bách Thảo vội vàng đứng dậy nói: Phương Tử Vũ làm những việc khiến cho người oán, trời giận, sớm bị Ngọc Hư Cung ta gạch tên, sau này gặp lại là địch không phải là bạn. Bách Kiếp hừ mạnh một tiếng nói: đó là các ngươi tự tiện quyết định, ta còn không đồng ý. Bách Linh đánh mắt với lão, Bách Kiếp quay đầu đi, coi như bản thân không nhìn thấy.
Bách Linh cũng không biết phải làm sao. Lời nói này của Bách Kiếp đã tạo nên một trận náo động không nhỏ. Tất cả mọi người đều đã sớm biết được Ngọc Hư Cung bởi vì sự việc Phương Tử Vũ mà phân thành hai phái. Chỉ là Bách Kiếp lại dám ở trước mặt anh hùng trong thiên hạ bảo vệ Phương Tử Vũ, đủ để thấy được địa vị của Tử Vũ trong lòng lão. Nhìn thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, Trần Tâm ho khan hai tiếng, khéo léo đem đề tài chuyển sang chuyện đại hội luận võ vào ngày mai. Trang diện lúc này mới một lần nữa khôi phục lại bộ dáng ồn ào như trước. Từ Ngạo Thiên đối với những điều này thật không để tâm, cúi đầu suy nghĩ vấn đề của bản thân. Đột nhiên liếc nhìn Vương Thương Hà, Lưu Hải và Thanh Nguyên, ba người này ánh mắt đều dán chặt về phía trước, hắn cũng tò mò ngẩng đầu nhìn theo. Cái nhìn đầu tiên khiến cho Từ Ngạo Thiên trong nháy mắt đại não tạm thời trống rỗng, trước đó căn bản là không chú ý. Lúc này hắn mới nhìn thấy ở trong đám người phía trước đang đứng hai vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần, trong đó có một người so với Kim Mê còn muốn xinh đẹp hơn vài phần. Tiên Cư Phái vốn là nơi mỹ nữ tụ tập, nhưng mỹ nữ nơi đây cùng với vị mỹ nữ trước mắt này không thể nào sánh bằng. Cô ta tựa như một vị tiên tử không nhiễm bụi bặm trốn trần gian, bị một đám nam nhân ô uế bao vây, nhưng càng hiện lên vẻ bất phàm của nàng ta. Vị tuyệt mỹ thiếu nữ đó dễ dàng nhận thấy ánh mắt bên này của Từ Ngạo Thiên, trước tiên nhìn về phía ba người Vương Tương Hà toát ra thần thái chán ghét, sau đó lại nhìn về phía Từ Ngạo Thiên hướng hắn mỉm cười khẽ gật đầu. Từ Ngạo Thiên cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Những kẻ xung quanh nhìn thấy lại càng thêm đố kỵ, nhưng không dám nói gì. Chỉ riêng 300 thiết huyết vệ đứng thẳng tắp sau lưng Từ Ngạo Thiên, bên cạnh mỹ nữ không ngừng lướt qua, nhưng ánh mắt không một tia tà ý, cũng đủ để những kẻ đó phải cam chịu. Bách Độ hiển nhiên cũng phát hiện ra thiếu nữ nọ gật đầu với Từ Ngạo Thiên, ghé sát tai hắn nhỏ giọng nói: nàng ta chính là thiên kim của Cửu U Sơn Trang, từng được Tử Vũ cứu hai lần, Lục Tử Huyên. Ngồi phía trước nàng ta là trang chủ của Cửu U Sơn Trang, Lục Kiếm Nam. Từ Ngạo Thiên mỉm cười, vì vận khí tốt của Phương Tử Vũ mà cảm thấy vui vẻ. Nhìn biểu hiện vừa rồi của Lục Tử Huyên đối với mình, nguyên nhân chắc hẳn là vì Phương Tử Vũ yêu người, yêu cả đường đi lối về, bởi vậy có thể thấy được Phương Tử Vũ ở trong lòng nàng vẫn có một vị trí nhất định. Bên ngoài sắc trời vừa tối, các phái sau khi trải qua vài canh giờ thảo luận cũng dần dần cảm thấy có chút đói bụng. Đương nhiên trong đó đói chỉ một bộ phận người, sau khi đạt đến tích cốc kỳ bình thường sẽ không có cảm giác đói, chỉ cần chuẩn bị một chút hoa quả là được. Trần Tâm đứng lên nói: các vị, thảo luận hôm nay đến đây ngừng lại, kế tiếp xin mời các vị đến hậu đường dùng bữa đi. Trần Tâm chiếu cố không chu toàn, mong các vị trưởng môn và trưởng lão tha thứ cho. Mọi người đều khách sáo vài câu, sau đó dưới sự dẫn dắt của đệ tử Tiên Cư Phái đi đến hậu trường. Minh Vương xin đợi một lát. Lúc đám người Từ Ngạo Thiên chuẩn bị rời đi thì Lục Tử Huyên vội hô lên. Đám người Bách Kiếp tự nhiên cũng dừng lại. Ba người Vương Tương Hà nhìn thấy Lục Tử Huyên không khỏi vừa mừng vừa đố kỵ. Lưu Hải trực tiếp đi lên nói: Lục cô nương xin chào, tại hạ là Ngọc Hư Cung Lưu Hải. Lục Tử Huyên chỉ gật đầu một cái mang tính tượng trưng, rồi đi đến trước mặt Từ Ngạo Thiên. Lưu Hải nhất thời mặt đỏ, xấu hổ đứng đó. Vương Tương Hà và Thanh Nguyên thì âm thầm cười trong bụng. Đệ tử trẻ tuổi của các phái đi qua bên cạnh cũng lộ ra vẻ khác lạ, nhưng không nói gì, cuối cùng vẫn là lần lượt rời đi. Từ Ngạo Thiên cười nói: Lục cô nương, tại hạ chỉ là một tiểu đồ của Ngọc Hư Cung, Minh Vương cái danh xưng này lần sau không cần dùng nữa. Lục Tử Huyên mỉm cười nói: Minh Vương đúng thật là khách khí, nếu vậy sau này gọi ngài là Kiếm Hoàng là được rồi. Từ Ngạo Thiên cười khổ, bất luận là cái danh xưng hô nào nghe ra cũng rất kiêu ngạo, điều này cùng với tác phong thấp bé bình thường của hắn không thích hợp. Chỉ có điều lại không thể phản bác được gì, chỉ đành nói: không biết cô nương gọi Ngạo Thiên lại có chuyện gì không? Lục Tử Huyên sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói: có tin tức gì của huynh ấy hay không? Từ Ngạo Thiên cười khổ nói: ta vẫn luôn tìm kiếm đệ ấy, hoàng thượng thậm chí còn phát động binh mã toàn quốc tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc 4 năm rồi thủy chung vẫn không tìm được tin tức của đệ ấy. Lục Tử Huyên trên mặt lộ ra một tia buồn bã nói: như vậy Tử Huyên cũng không làm phiền nữa. Nói xong hướng về phía Bách Độ bốn người gật đầu một cái, sau đó rời đi. Sau khi thấy Lục Tử Huyên chỉ hỏi tin tức liên quan đến người đó,
sắc mặt của Lăng Nguyệt mới tốt hơn một chút. Chỉ là lần này đến lượt Kim Mê, sắc mặt khó coi. Bách Độ thấy vậy liền lắc đầu nói: chúng ta đi thôi. Buổi tối của Bồng Lai Tiên Cảnh lại có một cảnh tượng khác mê hoặc lòng người. Mặc dù mây mù vẫn như cũ răng răng khắp nơi, nhưng vầng trăng trên bầu trời lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ đại ca. Từ Ngạo Thiên đang một mình đứng trong sân ngắm trăng cũng không quay đầu lại nói: Lăng Nguyệt, muội đến rồi ư? Lăng Nguyệt đi đến bên cạnh hắn khẽ hỏi: đang lo lắng cho huynh ấy sao? Từ Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn nàng cười nói: ngoại trừ Tử Vũ, trên đời này muội là người hiểu rõ ta nhất. Lăng Nguyệt khuôn mặt ửng hồng nhưng không nói gì. Từ Ngạo Thiên lại than thở nói: huynh lo sợ đệ ấy ngày mai sẽ xuất hiện. Lăng Nguyệt ngơ ngác hỏi: tại sao? Ngày mai là thời điểm các môn phái tu chân trong thiên hạ tụ tập tại đây. Đệ ấy một lòng muốn báo thù, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đến tìm manh mối của cửu nhân. Báo thù gì? À, Lăng Nguyệt đột nhiên lấy tay bịt miệng nói: chẳng lẽ tin đồn bên ngoài là sự thật ư? Huynh ấy đích thực là hậu nhân của Long Thần Xuân Trang? Từ Ngạo Thiên gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ chua xót. Nhưng mà Long Thần Xuân Trang đó vì bảo hộ yêu nghiệt hại người, không tiếc cùng anh hùng trong thiên hạ là địch nhân ư? Không phải như vậy. Từ Ngạo Thiên đột nhiên hét lớn, vẻ mặt và giọng nói khiến cho Lăng Nguyệt hoảng sợ. Bởi vì trong lòng nàng cho đến bây giờ, Từ Ngạo Thiên chưa từng nói chuyện kiểu như vậy, bất luận là đối với bằng hữu hay là địch nhân. Từ Ngạo Thiên cũng phát hiện ra sự thất thố của mình, thở dài một tiếng nói: thật xin lỗi đã làm muội sợ. Lăng Nguyệt lắc đầu nói: không sao cả, huynh nói tin đồn liên quan đến Long Thần Sơn Trang ở bên ngoài là giả. Từ Ngạo Thiên gật đầu, tựa như rơi vào hồi ức nói: năm đó trang chủ Long Thần Sơn Trang Phương Hạo Nhiên tình cờ gặp được công chúa yêu hồ Băng Thiến. Ông ta và yêu hồ công chúa Băng Thiến vừa gặp đã yêu nhau, hai người bỏ qua mọi định kiến của thế tục, nguyện kết làm vợ chồng. Đáng tiếc thế tục không cho phép, nhân yêu kết hợp trời chu đất diệt, phát động tất cả lực lượng một lần đổ sát Long Thần Sơn Trang. Lăng Nguyệt chen vào nói: như vậy là bọn họ vô tội ư? Bọn họ thật là đáng thương, chỉ vì có thể đạt được một phần tình yêu chân chính mà gặp phải tình cảnh diệt tộc à? Từ Ngạo Thiên cười khổ nói: sau đó chỉ còn lại hai yêu hồ người hầu bên cạnh Băng Thiến mang theo Tử Vũ chạy thoát, từ đó quy ẩn sơn lâm, mai danh ẩn tính. Thế nhưng... Từ Ngạo Thiên hai nắm đấm nắm chặt, nhưng bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho Tử Vũ, vẫn đuổi giết tới. Hai người hầu đó vì bảo vệ Tử Vũ mất mạng tại đương trường. Tử Vũ bản thân cũng thụ trọng thương, nhưng rốt cuộc thoát được một mạng, sau đó gặp gỡ ta, khi đó vẫn còn phải ăn xin kiếm sống qua ngày. Những ngày đó... Từ Ngạo Thiên bắt đầu đem chuyện bản thân gặp gỡ Phương Tử Vũ, hai người nương tựa vào nhau cùng ăn xin sống qua ngày, cuộc sống bữa đói bữa no, thậm chí ngay cả chuyện bọn họ vì có thể ăn được một vài miếng cơm mà phải tranh phần ăn với chó, từng chuyện một nhẹ nhàng nói ra. Ngoại trừ Lăng Nguyệt sớm đã khóc thành tiếng, ở gần đó còn mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc thầm không nhỏ. Từ Ngạo Thiên dường như sớm đã biết, tiếp tục nói hết chuyện cũ của hắn và Phương Tử Vũ, trong đó còn bao gồm cả chuyện hắn từ trong miệng chó giành thức ăn bị đại hắc cắn thương, mà Phương Tử Vũ vì hắn không để ý đến bản thân liều mạng với đại hắc. Mãi cho đến khi sư thúc tổ đột nhiên xuất hiện, sau khi cứu ta và Tử Vũ từ trong tay lão Trần, hai người chúng ta từ đó về sau mới bước lên con đường tu chân. Ngừng lại một lát, Từ Ngạo Thiên lại tựa như vô tận cảm thán hỏi: Lăng Nguyệt, muội có biết món ăn ngon nhất trong đời ta là gì không? Lăng Nguyệt lau nước mắt trên mặt nói: là nồi thịt chó kia sao? Từ Ngạo Thiên chua xót cười nói: vẫn là muội hiểu ta nhất, là nồi thịt chó đó. Nó là do huynh đệ của ta vì ta thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng làm đại giới đổi lại. Một khắc đó, một bên rơn lệ ăn thịt chó mà suốt đời ta chưa được nếm qua, một bên âm thầm phát thệ: cuộc đời này cả đời ta chỉ vì huynh đệ mà sống, ta sẽ không để cho người ta một lần nữa khi dễ đệ ấy, sẽ không để cho đệ ấy một lần nữa chịu oan ức đâu. Giọng nói của Từ Ngạo Thiên có chút run rẩy. Lăng Nguyệt dịu dàng xoa lưng hắn. Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói: ta không sao, chỉ khó chịu một chút mà thôi. Muội biết không, làm trái với lời thề của mình, mùi vị nó đau khổ đến cỡ nào. Khi ta nhìn thấy Tử Vũ vì ta cô độc rời khỏi Đông Hải,
trái tim ta thật sự rất đau, rất đau. Một khắc đó, ta thật sự rất muốn buông bỏ hết tất cả, buông tha vùng đất bình yên, dùng hết tất cả lực lượng đi bảo vệ huynh đệ duy nhất của ta. Lăng Nguyệt lau đi nước mắt nói, may là lúc đó huynh không làm như vậy, nếu không khổ tâm của huynh ấy toàn bộ đã uổng phí rồi. Từ Ngạo Thiên nhắm chặt hai mắt, tràn ngập thần sắc đau khổ nói, đúng vậy, đệ ấy làm gì cũng đều là vì ta, cướp thịt của chó cũng là vì ta, diệt Ngọc Hàn Cung cũng là vì ta, độc sấm Âm Tào địa phủ cùng 18 tầng địa ngục cũng là vì ta, lưu lạc khắp nơi bị người trong thiên hạ đuổi giết cũng là vì ta. Nhưng kẻ làm ca ca như ta đây thì sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình mỗi một lần đi vào hiểm cảnh mà bất lực, ta thật sự rất đau đớn. Lăng Nguyệt một lần nữa gạt đi nước mắt trên mặt hỏi, Từ đại ca, huynh nói huynh ấy diệt Ngọc Hàn Cung còn xông vào Âm Tào địa phủ cùng 18 tầng địa ngục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Ngạo Thiên hít sâu một hơi thở dài nói, ngày đó chúng ta vừa mới đánh hạ Đông Hải, sau đó viện quân từ Viên Lãng chạy đến, ta và Tử Vũ chỉ mang theo hơn 100 tên Thuyết Thiết Kỵ xông vào đại quân của địch nhân, ta đương trường trọng thương, còn Tử Vũ đại phát thần uy độc đấu mấy vạn đại quân, chuyện này muội chắc hẳn là biết rồi. Lăng Nguyệt gật đầu, chuyện này nàng biết rất rõ ràng. Khi đó nàng đứng trên tường thành rơi nước mắt, nhìn hai vị anh hùng trong lòng mình rơi vào trận địa của địch nhân. Từ Ngạo Thiên chua chát nói, kỳ thật khi đó ta đã chết rồi. Đã chết ư? Lăng Nguyệt không thể tin được hô lên. Từ Ngạo Thiên gật đầu nói, đúng vậy, đã chết. Chỉ là Tử Vũ không chịu thua, liều mạng hao hết tu vi toàn thân, cũng muốn vì ta kéo dài một hơi thở. Sau đó sư thúc tổ chạy đến, để cho Tử Vũ đến Ngọc Hàn Cung mượn băng tinh ngọc phách, dùng một chút giúp ta hoàn hồn. Càng nói rõ, chỉ có thời gian 10 ngày, quá 10 ngày, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi ta nữa. Tiếc là sư thúc tổ, ngàn tính vạn tính, nhưng lại tính sót một điểm. Người đã không nhớ đến cái tính cách của Tử Vũ và kiêu hận của đệ ấy đối với tu chân giả. Tử Vũ mượn băng tinh ngọc phách không có kết quả, mà thời gian của ta cũng đã sắp hết hạn. Đường trường bất chấp tất cả, đại khai sát giới, ra tay cướp đoạt, bởi vậy mới tạo thành cục diện của ngày hôm nay. Bao gồm cả Lăng Nguyệt và người đang nghe lén kia, không người nào là không gật đầu. Hóa ra đây mới là sự thật, cùng nỗi khổ tâm của Phương Tử Vũ. Từ Ngạo Thiên tiếp tục nói, đáng tiếc Tử Vũ trở về chậm mất vài canh giờ, đệ ấy không tiếc đắc tội với cả tu chân giới, cũng không để ý đến an nguy của bản thân, vì ta đoạt tới băng tinh ngọc phách, cuối cùng vẫn là không kịp. Sau cùng Tử Vũ rất khát quyết định một thân một mình xuống địa phủ vì ta đoạt hồn. Gần đó đột nhiên a hai tiếng, Từ Ngạo Thiên và Lăng Nguyệt đều nghe ra được đó là thanh âm của Lục Tử Huyên và Kim Mê. Từ Ngạo Thiên cũng không để ý, tiếp tục kể tiếp chuyện cũ của Phương Tử Vũ. Hắn đại náo Âm Tào địa phủ, cùng Diêm Vương đánh cuộc, lại độc sấm 18 tầng địa ngục, cũng đem nỗi khổ phải chịu đựng ở mỗi tầng địa ngục nói ra, tựa như chính mắt nhìn thấy, lần lượt kể hết ra. Những người nghe xung quanh đều không rét mà run trong lòng đối với những việc làm vì Từ Ngạo Thiên của Phương Tử Vũ mà tăng thêm một tầng kính ý. Lăng Nguyệt một mực khóc thút thít. Từ Ngạo Thiên sau khi kể xong chuyện cũ liên quan đến địa ngục mới nói, cuối cùng Tử Vũ thắng, đệ ấy bằng vào ý chí kinh người của bản thân đem ta từ Âm Tào địa phủ dẫn trở về. Lúc đó ngay cả Diêm Vương cũng phải bội phục đệ ấy ba thành. Nhưng chúng ta vừa mới trở về liền biết được chuyện Tử Vũ bị hạ cách sát lệnh. Khi đó Tử Vũ lại một lần nữa vì ta một thân một mình rời đi, cô độc đối mặt với kết cục bị toàn thể thiên hạ truy sát. Còn ta một kẻ làm ca ca lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ ấy rời đi. Lăng Nguyệt, có phải ta rất ích kỷ hay không? Lăng Nguyệt lau đi nước mắt, nức nở nói, không, huynh rất vĩ đại, hai huynh đều rất vĩ đại. Huynh ấy vì huynh không tiếc hết thảy, còn huynh lại vì thiên hạ bách tính, các huynh đều là anh hùng. Anh hùng sao? Từ Ngạo Thiên hốc mắt ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, đệ ấy là anh hùng, nhưng ta không xứng. Ta từ trước đến nay chưa làm được việc gì cho đệ ấy cả. Bây giờ... Giọng nói của Từ Ngạo Thiên đột nhiên trở nên vô cùng kiên quyết. Ta giờ đây đã không còn vướng bận dân chúng, cho nên ta đã quyết định rồi. Ta phải vì bản thân mà sống, vì Tử Vũ mà sống, thoải mái làm những chuyện ta muốn làm, những chuyện ta nên làm. Cho nên từ giây phút này trở đi, trong thiên hạ nếu còn có người muốn cùng Tử Vũ là địch,
Vậy chính là địch nhân của Từ Ngạo Thiên ta. Cho dù đánh cho ngọc đá cùng nát, ta cũng muốn làm những kẻ thương tổn đến Tử Vũ nỗ lực đại giới. Đây là hứa hẹn của ta đối với đệ đệ. Sau khi trải qua 10 năm chinh chiến, một thế hệ kiếm hoàng Từ Ngạo Thiên rốt cuộc vứt bỏ hết thảy gánh nặng. Lần thiên hạ anh hùng tụ hội trên Bồng Lai Tiên Cảnh này đưa ra một lời hứa hẹn nặng nhất của kiếp này. Mặc dù chứng kiến chỉ có Lăng Nguyệt, Ngọc Hư Cung, Bách Kiếp, Bách Độ, Bách Linh, Bách Thảo, Kim Mê, đám người Vương Thương Hà và một đám Thiết Huyết Vệ, còn có đám người Cửu U Sơn Trang và một vài môn phái ở cách một bức tường dòng tai lắng nghe, cùng nữ đệ tử Tiên Cư Phái đi ngang qua. Nhưng đến ngày hôm sau, khi Từ Ngạo Thiên một lần nữa xuất hiện, thiên hạ anh hùng trong mắt tất cả mọi người nhìn hắn tăng thêm một tầng kính ý, còn có sợ hãi. Có lẽ đây cũng là số mệnh đi. Lão đạo sĩ ở xa tận Côn Luân Sơn nhìn quẻ tượng trong tay lẩm bẩm nói: thiên hạ vừa yên bình, tu chân giới lại xảy ra đại loạn rồi. Luận võ hội trường nằm ở sườn phía đông trên Bồng Lai Tiên Đảo, bình thường là địa phương để môn hạ đệ tử luyện võ và luận bàn với nhau. Nơi ấy vô cùng rộng lớn, tổng cộng có 5 sân bãi, mà đệ tử các phái đến đây luận võ, mỗi phái có 5 người, cũng phân biệt ở trong mỗi sân bãi tỉ thí, tiến hành thi đấu vòng tròn. Thi đấu đã tiến hành được 3 ngày, tiến vào vòng đấu loại cuối cùng, thập cường rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Hai gã đệ tử của Phật môn Hoa Nghiêm Tông. Hoa Nghiêm Tông không hổ là Phật môn đại phái, am hiểu chính là loại pháp bảo phòng ngự, mà nói như Lăng Nguyệt thực sự là đánh không chết hòa thượng. Kiếm Tâm Môn cũng có một gã đệ tử tiến vào, còn có 2 gã đạo sĩ của Linh Bảo Quan, một vị tuyệt đại tiên tử của Tiên Cư Phái, cũng là dung mạo duy nhất ở đây được mến mộ, có thể so sánh với Lục Tử Huyên, Tiên Ngữ. Còn có một gã đệ tử của Thanh Phong Giáo, một gã đệ tử của Chiến Thiên Môn. Từ Ngạo Thiên tiến vào tập cường là chuyện trong dự đoán, dù sao hắn cũng có danh tiếng rất lớn ở bên ngoài. Nhưng khiến mọi người giật mình chính là tuy rằng sớm biết được sự cường hãn của Từ Ngạo Thiên, nhưng tuyệt đối không ngờ tới hắn lại không cần tốn nhiều sức lực đã tiến vào thập cường. Mỗi một đối thủ bất luận mạnh yếu đều giải quyết chỉ trong vòng một chiêu, hơn nữa tính toán vô cùng chuẩn xác, chỉ khiến đối thủ ngã xuống đất không đứng lên nổi nhưng lại không bị thương chút nào. Việc này khiến cách nhìn của mọi người đối với Từ Ngạo Thiên tăng lên tới một trình độ trước nay chưa từng có. Nhân vật cấp trưởng lão của các phái thậm chí thầm nghĩ, nếu như bản thân chống lại người này có thể hay không, kết cục cũng là thua. Thực lực của Từ Ngạo Thiên biểu hiện ra không chỉ khiến mọi người một lần nữa đánh giá lại hắn, mà càng bổ sung cho một người khác, một nam nhân đầy đủ màu sắc truyền kỳ kia. Khiến mọi người không dự đoán được chính là người cuối cùng tiến nhập vào thập cường lại là Kim Mê, người mà ngay cả Ngọc Khư Cung cũng không ôm hy vọng. Tu vi của bản thân Kim Mê trong Ngọc Khư Cung chỉ có thể xem như là trung bình, chẳng qua chỉ là rất được Bách Độ sùng ái, hơn nữa lại là Ngọc Khư Cung đệ nhất mỹ nữ, mới có địa vị siêu nhiên. Bách Huyền lần này để nàng thay thế vị trí của Phương Tử Vũ, ngoại trừ yêu cầu của Bách Độ, cũng là Từ Ngạo Thiên dốc lòng tiến cử. Bách Huyền vốn nghĩ có một Từ Ngạo Thiên cũng đủ, cho nên mới không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Thế nhưng ông ta tuyệt đối không nghĩ tới thực lực của Kim Mê có thể tăng lên tới cảnh giới tiến vào thập cường. Nói ra thì Kim Mê biết ơn nhất chính là Từ Ngạo Thiên, bởi vì hắn biết rõ cảm tình của Kim Mê đối với Phương Tử Vũ, cho nên thường xuyên chỉ điểm tu vi của nàng, lại càng không tiếc tiêu hao công lực vì nàng mạnh mẽ quán thông, truyền công lực miễn cưỡng ngưng kết nguyên anh, đạt đến nguyên anh kỳ. Một khắc kia làm Kim Mê xúc động rối tinh rối mù, chẳng qua nàng cũng biết Từ Ngạo Thiên làm vậy là vì Tử Vũ, cho nên đối với Từ Ngạo Thiên ngoại trừ cảm kích càng thêm một tầng tôn kính, giống như đại ca. Sau khi Bách Độ biết được, ngoại trừ vui mừng cho Kim Mê cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tên tiểu tử ngốc này phải biết rằng khai đỉnh quán công chính là cực kỳ hao tổn pháp lực, bất luận kẻ nào muốn quán công vì người khác sẽ vĩnh viễn tiêu hao tu vi của mình. Đối phương tăng lên càng cao, bản thân tiêu hao cũng càng lớn. Đáng tiếc Bách Độ không biết Từ Ngạo Thiên cũng giống như Phương Tử Vũ, là một quái vật, không qua bao lâu hai luồng chân khí trong cơ thể sẽ khôi phục trở lại, ngoại trừ so với lúc trước nhỏ hơn một chút. Đương nhiên điều này cũng không thể không kể đến nỗ lực của bản thân Kim Mê. 10 năm qua nàng vẫn lo lắng cho Phương Tiểu Vũ, muốn vì hắn làm chút chuyện, cho nên khắc khổ tu luyện bất kể ngày đêm. Nếu không, cho dù Từ Ngạo Thiên cường đại đến đâu cũng không có khả năng thoáng cái đem nàng tăng lên tới nguyên anh kỳ cảnh giới.
Người biết rõ chuyện này chỉ có ba người: Bách Độ, Từ Ngạo Thiên và Kim Mê. Lúc trước trong dự đoán của Từ Ngạo Thiên và Bách Độ, Kim Mê chỉ cần không phải sơ ý hoặc là gặp phải cao thủ giống như Từ Ngạo Thiên, tiến vào 10 vị trí đầu tiên sẽ không là vấn đề. Sự thực cũng đã được chứng minh ý nghĩ của bọn họ là đúng. Nhìn Kim Mê và Từ Ngạo Thiên song song đi lên đài, cùng Thập Cường đang tiếp thu ánh mắt tán thưởng của mọi người, trong lòng Bách Độ một trận vui mừng. Đứa nhỏ thật sự đã trưởng thành rồi. Trần Tâm thấy không sai biệt lắm, hướng một vị nữ tử chừng 40 tuổi ở bên cạnh gật đầu nói: "Đại trưởng lão, cho bắt đầu đi." Đại trưởng lão đứng dậy cung kính nói: "Vâng, trưởng môn." Sau đó đầu ngón chân khẽ điểm một chút trên mặt đất, thân thể liền nhẹ nhàng bay lên luận võ đài. Chỉ riêng phần công lực lăng không hư độ này đã khiến người xem than thở không thôi. Đại trưởng lão bay lên luận võ đài, đầu tiên hướng Tiên Ngữ gửi đi một ánh mắt cổ vũ, sau đó nói: "Các vị trưởng môn, các vị trưởng lão và tinh anh, trải qua 3 ngày nỗ lực, thập cường của lần luận võ đại hội lần này đã xuất hiện. Bọn họ đó là Từ Ngạo Thiên, Kim Mê của Ngọc Hư Cung, Tiên Ngữ của Tiên Cư Phái, Liễu Xuyến, Liễu Tâm của Hoa Nghiêm Tông, Cửu Vạn Bình của Kiếm Tâm Môn, Tử Bạch, Tử Lệ của Linh Bảo Quan." Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lẽo, không chút tình cảm đột nhiên rõ ràng truyền tới tai mỗi người. Thì ra là Hoa Nghiêm Tông, Kiếm Tâm Môn và Linh Bảo Quan. Đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh lẽo này, có 6 người đang ngồi đột nhiên đứng lên, phân biệt là trưởng môn Tiên Cư Phái Trần Tâm, Ngọc Hư Cung Bách Kiếp, Bách Linh và Bách Độ, còn có Lục Tử Huyên của Cửu U Sơn Trang và Lý Hoa Mỹ của Ngọc Kiếm Môn. Mà trên đài lại có 3 người cùng đồng thanh run rẩy dữ dội một chút, phân biệt là Từ Ngạo Thiên, Kim Mê và Tiên Ngữ. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống quát hỏi: "Là ai dám xem thường anh hùng thiên hạ, náo động hội trường?" "Anh hùng ngư." Thanh âm lạnh lẽo kia khinh thường cười một tiếng. Tiếng cười nhạt khinh thường kia đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Không ngừng có người lớn tiếng chửi bới: "Nói cái gì có gan thì đi ra, nói cái gì giấu đầu lòi đuôi không phải là thứ tốt đẹp gì." Chỉ có trưởng môn các phái là sắc mặt âm trầm. A-di-đà-phật. Hoa Nghiêm Tông, đại tông sư Dục Vong, đại sư lớn tiếng niệm Phật hiệu nói: "4 năm không gặp, ma tôn vẫn khỏe chứ?" Lời này vừa ra, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Đệ tử các phái vừa mới còn đang hăng hái chửi bới, lập tức im miệng. Còn có mấy người sắc mặt lại càng tái nhợt. Chuyện đùa, người từng mắng ma tôn hình như đều đã chết sạch. Không có tiếng trả lời, đột nhiên một cú áp lực cực lớn, không có dấu vết tràn ngập toàn trường. Tất cả mọi người đều cảm thụ được cú áp lực cực lớn kia, giống như vạn quân cự sơn đặt ở trên đầu khiến người ta không thở nổi. Không ít đệ tử tu vi thấp lại oa một tiếng phun ra máu. Trong đó, một nhân vật cấp trưởng lão của một môn phái hét lớn: "Phương Tử Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Đã đuổi giết ta lâu như vậy, chỉ là đáp lễ mà thôi." Vừa mới dứt lời, áp lực trong sân đột nhiên biến mất. Sắc mặt trưởng môn các phái lúc đỏ lúc trắng. Mỗi người tâm trạng đều hoảng sợ. Nhiều người như vậy hợp lực chống lại mà vẫn phải chịu thiệt thòi lớn. Có thể tưởng tượng ra thực lực của Phương Tử Vũ rốt cuộc kinh khủng ra sao. Một ít đệ tử tu vi bình thường sắc mặt đã sớm tái nhợt, lảo đảo lắc lư, mà người tu vi kém một chút đã sớm thổ huyết, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 19 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy đón xem diễn biến của câu chuyện trong tập 20 sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.